Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đang quay trở lại với kênh YouTube của 9 Tại Mobile. Lại là mình đây. Các bạn thân mến, để cho kiến trúc của ngôi nhà trở nên nổi bật hơn thì một thứ không thể thiếu, đó chính là hệ thống đèn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái dòng sản phẩm mới của Gilai, đó là đèn LED thả trần. Thì với chiếc đèn LED thả trần này, chúng ta có thể có dễ dàng gắn được những cái bóng đèn khác nhau, điều khiển qua app hoặc là mình sử dụng theo cái dạng đèn LED thả trần truyền thống. Thì bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về những tính năng của sản phẩm này trong video ngày hôm nay các bạn nhé. Và xin giới thiệu với các bạn, đây là đèn LED thả trần Gilai ILD-L05IL. Và khi mà mình mua chiếc hộp đựng sản phẩm này về thì bên trong nó sẽ gồm có 3 cái chụp đèn. Đây, một hồi nữa thì mình sẽ gắn vào và hướng dẫn các bạn về những công dụng chi tiết của nó. Rồi tiếp theo là 3 cái bóng đèn LED đến từ thương hiệu Gilai. Và bóng đèn này 5W thì nó cực kỳ tiết kiệm điện năng cho chúng ta các bạn. Và tiếp theo đó chính là cái cụm thân đèn để mà mình bắt vào tường, mình thả cái dây này xuống để giúp cho ngôi nhà của mình trở nên nổi bật hơn, mình trang trí ở những nơi mình mong muốn, giống như là cái vị trí bàn nè, hoặc là những cái cửa ra vào, cửa sổ, vân vân. Và kèm theo cái hệ thống đèn này là một cái thanh sắt để mà mình bắt vào tường bằng những ốc vít, nó rất là chắc chắn. Và trong hộp đựng thì nó sẽ có 4 con ốc như thế này các bạn, và 2 cái nút này để mà mình gắn vào cái lỗ. Đây là một cái hệ thống mà mình có thể dễ dàng tự lắp đặt được. Còn nếu mà các bạn cần cái dịch vụ lắp đặt thì 9 Tại Mobile vẫn có thể cung cấp cho các bạn luôn. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách lắp đặt đèn để mà mình sử dụng nha. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt và sử dụng dòng thiết bị này. Thì chắc tất cả các chất liệu làm thiết bị này là những ABS và PC thì nó khá là bền bỉ với thời gian nè, và nó có khả năng là chống bám bụi hiệu quả. Vì vậy thiết bị của chúng ta sẽ được mới lâu hơn. Thì trước tiên mình sẽ gắn cái chụp đèn vào trước. Đây, chắc chắn rồi, mình sẽ gắn cái bóng đèn vào. Rồi, sau khi mà mình lắp đặt xong 3 cái bóng đèn thì tiếp tục là cái nguồn điện. Thì ở đây nó sẽ có một cái hộp để mà mình tháo cái hộp này ra. Sau đó mình chỉ cần đưa 2 cái chu điện của mình vào và có một cái ốc khóa lại rất là dễ dàng. Thì bây giờ mình đã lắp đặt sẵn luôn rồi. Mình sẽ kết nối nguồn điện cho các bạn xem 3 cái bóng đèn này nó sáng như thế nào. Và đây các bạn, thì bây giờ mình đã lắp đặt lên cho các bạn xem về cái cấu trúc của cái thiết bị này. Thì mình dễ dàng lắp đặt được trên trần nhà nè, trước cái cửa ra vào nè, hoặc thậm chí là bàn học của mình. Thì với những chớp đèn này, nó giúp cho ánh sáng nó tập trung lại ngay cái chỗ mà mình mong muốn. Và với cái ánh sáng trắng này thì rất là dễ chịu, nó không ảnh hưởng đến mắt của mình. Nên là các bạn yên tâm về cái độ an toàn khi mình sử dụng thiết bị này. Và với 3 cái bóng đèn mà tặng kèm theo của dòng thiết bị này thì chúng ta sẽ không sử dụng được trên app, mà mình phải sử dụng một cái bóng đèn thông minh khác, có thể là Philips nè, Gilai nè, hoặc là Zirui, thì mình vẫn có thể đặt vào cái chuôi này được. Bởi vì cái chuôi này là chuôi I27 nên mình dễ dàng lắp đặt những bóng đèn dù có thương hiệu khác cũng vậy. Bây giờ thì mình sẽ thay thế một cái bóng đèn khác cho các bạn thấy được rằng là cái khả năng điều khiển thông minh của nó trên app, để mình điều chỉnh được nhiều chế độ hơn, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng của mình hơn. Thì đây là cái bóng đèn Gilai BULB của 1S. Thì bây giờ mình sẽ gắn vào. Thì cái bóng đèn BULB 1S này thì mình đã review với các bạn riêng về cái bóng đèn này, thì các bạn có thể tham khảo để mình mua những cái dòng bóng đèn nào phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Đây, thì cái bóng đèn BULB này là một cái bóng đèn mà mình có thể điều khiển được trên app Gilai. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái app Gilai để điều khiển nó cho các bạn xem. Và đây các bạn, cái bóng đèn Gilai LED BULB 1S thì mình đã kết nối vào rồi nè. Mình sẽ điều khiển được ánh sáng của nó trên này nè. Rồi mình điều khiển được độ màu luôn nè. Nếu mà bạn thấy mình cần cái nhu cầu sử dụng 3 bóng thì mình mua 3 bóng về mình thay vào 3 cái đây. Thì mình kết nối vào một cái app và mình nhóm nó vào một nhóm để dễ dàng điều chỉnh các bạn. Đây mình điều khiển thoải mái tất cả các màu sắc, từ nhiệt độ màu là từ 2500 đến 6500K. Đây, mình điều khiển về những cái chế độ mình mong muốn, như là một bữa tiệc sinh nhật nè, màu của bữa tiệc sinh nhật nè, hoặc là gặp dưới phim nè, rồi một cái không gian lãng mạn nè. Và đặc biệt là mình có thể cài đặt được thời gian tắt mở của thiết bị này khi mà mình sử dụng những cái bóng đèn LED thông minh của nhà Gilai. Vậy là trong video này thì mình đã mang đến cho các bạn một cái đèn LED thả trần thông minh đến từ nhà Gilai. Các bạn có thể kết nối với app khi mà mình sử dụng những cái bóng đèn LED thông minh để mình phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng của mình, tạo ra một không gian lãng mạn trong ngôi nhà của mình, trang trí giúp cho kiến trúc của ngôi nhà trở nên nổi bật hơn, hoặc là phục vụ cho những cái nhu cầu hàng ngày của mình.
và mình thấy đây là một thiết bị cũng khá là cần thiết và nó hữu ích. Nếu các bạn quan tâm sản phẩm thì comment bên dưới nè để nhân viên của 9tầng Mobile có thể tận tình phục vụ cho tất cả các bạn, hoặc là các bạn có thể inbox trực tiếp về fanpage. Và đừng quên địa chỉ của 9tầng Mobile là 147-149 Nguyễn Tri Phương, phường 8, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là 128-130 đường Hậu Giang, phường 6, quận 6 nha các bạn. Giờ đây thì đừng quên nhấn like và subscribe ủng hộ kênh chúng mình để chúng mình có động lực làm những video mới nhất hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.